Tập 3. Bữa nay bắt đầu từ cửu đầu điểu. Bộ khá là hay. Không phải hắn. Cái cầm một mảnh ghép lúc gần lúc xa. Trêu người. Mình không phải là Trương Minh Viện. Diêm Vương. Phải không? Để tôi xem ngày mai ai gặp Diêm Vương đây. Anh Diêm, anh còn binh khí gì? Tôi sẽ bảo hồn quỷ chuẩn bị giúp anh. Kế vừa đi chính là chỗ dựa của Trường Minh Viễn. Xem ra vẫn phải đấu binh khí. Binh khí của Trường Minh Viễn là làng tẩu diệu. Trong bát quái thì có rất nhiều binh khí tạo kỳ môn. Anh hồn quỷ, giúp tôi chuẩn bị một ít. Dài ít nhất thì 1 mét trở lên. Tốt nhất là 1,3 m. Tôi hiểu rồi, không thành vấn đề. A Diêm, đợt trước anh bảo chú đi kiểm tra sức khỏe, chú đã đi chưa? Anh hồng quỷ, anh không cần phải cầm rào như vậy đâu. Sức khỏe của em biết rõ. Chú gặp Thái Tuế rồi à? Gặp rồi. Khi Thái Tuế xem chú thi đấu thì đã nói chú khí hức khí hư lực tảo, có lẽ đang mắc bệnh nan y. Chú có chuyện không muốn nói với anh cũng không bận tâm, nhưng chú mới tới thành trại mười mấy ngày, anh không muốn dọn xác cho chú nhanh như vậy đâu. Nếu thật sự còn ổn thì nghỉ ngơi một thời gian, anh sẽ nói chuyện với Julie. Anh hồng quỷ, tính anh như vậy không hợp kiếm ăn trong thành trại đâu. Thái tế cũng nói vậy, cháu đừng có đánh trong lãng. Anh nói thật đó. Thái tế nói chú là cứ tiếp tục đánh thế này thì có thể không chịu nổi đâu. Anh hồng quỷ à, ngày mai Thái tế có tới theo xem thi đấu không? Có thì có thể không tùy sắp xếp của cô ấy. Sao anh phải làm cho cô ta xem em đánh hết trận này? Mùi của sưởng già còn trứng cá dưới lòng đất này, mình không tài nào quen được. Sao cứ có cảm giác hai hôm nay mùi càng ngày càng nặng thế nhỉ? Ừ. À Tú, muốn thế này rồi còn tìm anh có việc gì? Anh gì mà mai anh em nghe nói anh sống một mình, nên đặc biệt làm xá xíu cho anh. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho em. Thế anh cảm ơn mẹ em nhé. Lúc nào cũng đoán trước được anh chưa ăn no, liên báo em mang đồ ăn sang cho anh. Mấy lần liền rồi mà em nấu ăn rất ngon. À đúng rồi, à Tú, anh thấy gần đây buổi tối nhà em không bật đèn, toàn đốt nến. Bóng đèn bị hỏng rồi à? Dọn đường dây điện bị hỏng lâu rồi. Thế này đi, anh tới nhà em xem thử có sửa được không. Đằng nào anh cũng chưa gặp bạn gái lần nào. À không, không cần đâu, cảm ơn ý tốt của anh Jim. Ừ, vậy thì thôi. Anh về đây, anh Jim ăn từ từ nhé. Cuộc sống ở thành trại này cũng sướng ra phết. À Tú, về rồi à? 24 tháng 6 năm Bính Dần, kỳ an táng, hợp lập đàn cầu kiếm. Kiếm tốt. Anh Hồng, anh lấy đâu ra thanh kiếm này thế? Có tốt không? Chị Dù Đi yên tâm đi, đây là đồ sưu tầm riêng của thầy Tuế, vũ khí sắc bén, từng thấy máu người, không vấn đề gì đâu. Hán kiếm hung liệt, rất tốn thể lực, với tình trạng sức khỏe của anh ta hoàn toàn không thể trụ được. Gã này cũng không giống đồ ngốc, tự đâm đầu vào chỗ chết. Lẽ nào mình nhìn nhầm thật sao? Trong kinh hồn nhập phiến, mình nhìn thấy trình độ võ thuật cổ của anh ta lên tới 81%. Mình kém anh ta 12%.
Không có gì là tuyệt đối, chưa chắc mình đã thua. Chi từ 1, Trương Minh Viện, Hà Giang Lý Diệm. Đánh càng lúc càng nhanh. Một cú lồn vồn. Xem đi. Đánh nhau mà không có nói chữ nào luôn. Muốn chết. Nhảy lên. Dâm bờ kiếm. Cái gì đây? Ừ. Anh đối diện với sức mạnh khai minh thú. Anh lấy được một số thông tin. Muốn xem thông tin cần một điểm diêm phục, anh có xem không? Có. Hơi có nhiều tạp âm, anh em thông cảm. Đã trốn trong phòng rồi, nhưng mà mấy đứa nhỏ đã là tột quá. Tô tính nhân vật, họ và tên Thiền Phú, Trương Minh Viễn, trạng thái nụ linh. Truyền thừa khai minh thú, nụ linh, có hai kỹ năng. Nụ linh loại hình chủ động, phẩm chất là hiếm có, chỉ có thể đạt được khi sau khi hoàn thành sự kiện diêm phù. Không thể mua bằng bất cứ quyền hạ nào, đặc trưng từng cử động đều mang sức mạnh khai minh thú. Mỗi lần tấn công sẽ tiêu đốt hoàn phách đối thủ, có thể đánh kèm lên vũ khí bất kỳ. Hiệu quả tấn công tầm xa bằng 30% tấn công tầng gọn. Truyền thừa khai minh thú. Bỏ vũ khí xuống luôn. À không phải. Một chiêu chụp thẳng. Lực khai minh thú có bá đạo đến mấy cũng phải đánh trúng mới được. Bạc qua chỗ nhĩ thập tứ thức hành bộ liêu. Hử? Trúc cước một, truyền tỳ thối. Trước khi xuyên không thì mình cũng bá đạo lắm. Nói chung là xuyên vào một cái thành phố khác thôi, chứ không phải là xuyên không về tương lai hay quá khứ. Cái đời con mờ. Thế là thua rồi à? Đánh đi chứ, đánh nữa đi chứ. Tiểu tử, khi thế vừa rồi đâu? Vì vừa tức là lưỡi hỏi. Trương Đạo Tĩnh là gì của cậu? Là gì tôi? Cậu đánh gãy tay phải của tôi. Tháng này mà không khỏi thì hậu quả vô cùng. Tôi nên giết cậu cho hả giận hả? Sao? Anh lại biết chuyện tỳ thối của Trúc Cước Môn? Về nhà mà hỏi gì cậu ấy? Hả? Không quỷ.
Anh ra ngoài trước đi. Lúc đi nhớ đóng cửa lại. Ừ. Tự bị gòn. Bị xương chứ.